Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Thành Tây Đô. Đầu xuân năm mới xin được gửi lời chúc đến toàn bộ quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hôm nay thì đầu xuân năm mới thì 2023 thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chiếc xe tải cực kỳ tiềm năng trong năm 2023 để cho quý vị và các bạn có thể là nghiên cứu và đầu tư chiếc xe này nhé. Đến với nội dung chính của video, sản phẩm này thì mình đã từng giới thiệu tương đối nhiều rồi. Nhưng mà trong năm 2023, dự tính nó sẽ là một chiếc xe rất là tiềm năng và nó sẽ được khách hàng đón chờ rất là nhiều. Cụ thể ở đây đó chính là chiếc Terra 180, một sản phẩm đến từ nhà máy D2 Moto được liên doanh với tập đoàn Zac và lắp ráp ra chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này đang có hai bản tải trọng là 1,5 tấn và 1,9 tấn với cái kết cấu giống hệt nhau. Chiếc xe này được lắp động cơ quan chai và có cái chiều dài thùng là tới 3,2 m lọt lòng. Vì thế cho nên nó là một chiếc xe khá là hợp lý chạy trong các cái khu đô thị nội thành các bạn nhé. Và hôm nay thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu lại tất cả những cái điểm mạnh của chiếc xe tải Terra 180 này, cũng như là mình sẽ cập nhật cái bảng giá mới nhất. Nó sẽ có một số cái sự thay đổi khá là lớn. Thì đầu tiên để giới thiệu về chiếc xe này trước đi, về phần cabin thì các bạn cũng thấy rồi đấy. Cái vẻ bề ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó là một cái cabin có cái thiết kế tương đối phổ thông. Nó rất giống với những chiếc Hyundai Motor 150 hoặc là Kia K200, K250. Đó, đây là một cái thiết kế mà rất dễ là có thể là chạm tới cái sự yêu thích của quý khách hàng đó. Và cái điểm nhấn mà mình thấy nó rất là đáng lưu tâm đó chính là cái hệ thống thân vỏ của phần cabin rất là dày dặn các bạn nhé. Đây mình sẽ đóng cửa cho bạn nghe này. Đó, các bạn thấy không, nó có một cái thiết kế rất là dày dặn đấy, giúp chúng ta là sẽ an toàn hơn khi ngồi trong xe đó. Và nó sẽ cách âm cũng như là cách nhiệt cực kỳ tốt các bạn nhé. Đấy, rất là dày dặn rồi. Hệ thống đèn thì ở đây thì chỉ là đèn halogen thôi, nhưng mà sẽ được thiết kế là pha cốt độc lập, tích hợp luôn cả đèn xi nhan trên này luôn. Và với cái đèn xi nhan thì chúng tôi cũng, nhà thiết kế cũng đã lắp luôn ở phần bên sườn của đầu xe rồi, giúp cho các cái phương tiện đi xung quanh là có thể là quan sát được khi chúng ta xin đường các bạn nhé. Đó, nội thất trong xe thì được trang bị đầy đủ là hệ thống gương cũng chỉnh điện các bạn nhé. Gương điện này, kính điện này, khóa điện này, điều hòa hai chiều, trợ lực tái điện. Và ngoài ra nó còn có tích hợp một hệ thống radio cộng thêm hệ thống âm thanh cực kỳ chắc. Đó, giúp chúng ta là có thể giải trí, nghe nhạc, nghe đài rất là tốt. Chúng ta nếu mà muốn là làm thêm cái nội thất này nó trở nên đẹp đẽ hơn thì chúng tôi đã từng có nhiều cái phiên bản xe tải Terra 180. Chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng làm full nội thất da bên trong, độ loa, độ trầm, rồi là lắp màn hình các bạn nhé. Nếu các bạn muốn làm như vậy thì hãy đặt vấn đề với chúng tôi sẽ tư vấn cũng như là sẽ làm cho quý vị và các bạn một cái mức giá thành hợp lý nhất, cũng như là về chất lượng của các cái thành phẩm làm bên trong chúng tôi sẽ bảo hành. Về kết cấu xe thì xe là sử dụng động cơ quan chai, một trong những cái dòng động cơ được lắp rất nhiều trên các cái dòng xe khách 45 chỗ rồi các bạn nhé. Các bạn yên tâm, đây là một động cơ thương hiệu Zac của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc này là Trung Quốc nội địa chứ không phải là Trung Quốc lai tạp. Đó các bạn nhé, nó được lắp và nhập khẩu ở bên nước ngoài về chứ không lắp ráp ở trong Việt Nam. Đó. Và cái động cơ này thì đã sử dụng trên những cái chiếc xe khách 45 chỗ chạy rất nhiều cung đường đèo, đường dốc rồi. Đó, cho nên là hãy yên tâm rằng chiếc xe này kể cả các bạn chạy đường trường hay đường đèo, đường dốc nó vẫn chạy bình thường. Đó. Với hệ thống lốp thì nó sử dụng cái hệ thống lốp đó chính là có cái kích thước là 600R13, tương đối ổn. Và lốp trước, lốp sau đều có một kích thước cũng như là đều có chung một cái thiết kế. Hệ thống lốp sau thì là hệ thống lốp đôi. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ dễ có thể là thay thế, đổi chéo cho nhau trong cái thời gian mà cái lốp nó bị mòn một bên. Các bạn có thể đổi trái, phải hoặc là trước, sau. Và thậm chí là hệ thống lốp xua cua này chỉ có một lốp thôi. Khi mà chúng ta hỏng một trong 6 lốp ở đây thì chúng ta đều có thể thay thế sửa chữa được. Đây là một cái điểm lợi thế cực kỳ lớn của hệ thống lốp Terra 180. Bởi vì những chiếc xe cùng phân khúc như kiểu là Porter 150 hay là Kia K200 thì hệ thống lốp trước và lốp sau nó không cùng kích thước. Thế cho nên là lốp xua cua của nó khi thay thế mà không may có hỏng thì nó rất khó để có thể đáp ứng được bất kỳ một cái lốp nào trong này các bạn nhé. Tức là chúng ta chỉ thay được một lốp thôi. Ví dụ như lốp xua cua nó là kết cấu của lốp sau, mà chẳng may chúng ta hỏng lốp trước thì nó sẽ không thay được. Nhưng ở trên Terra 180 thì nó chung một kết cấu rồi, cho nên nó rất tiện. Và do là cái lốp trước lốp sau nó cân bằng cùng một kích thước, cho nên là cái độ chịu tải của nó cũng tốt hơn, cõng tải tốt hơn các bạn nhé. Còn về hệ thống thùng thì thùng này là thùng bên Tây Đô của chúng tôi đóng với chất lượng thép nhập khẩu các bạn nhé. Thép nhập khẩu và được dập cong và sơn màu tĩnh điện và chống rỉ cùng màu với cabin luôn. Đó, như các bạn thấy ở đây là xe màu xanh thì bửng sẽ màu xanh, còn xe màu trắng thì bửng sẽ màu trắng. Kích thước thùng tổng thể nó sẽ là dài 3,2 m, rộng 1,65 m và cao là 1,7 m các bạn nhé. Đó, và ở đây là phiên bản thùng bạt thì chúng tôi sẽ xây dựng từ thùng lửng,
sau đó ở trên thì sẽ là hàng rào bằng inox 201 dày 0,8, bên trong sẽ có khung xương sắt hộp. Và cái phần rào này cũng như là phần khung xương ở bên trong thì sẽ được kết nối với nhau bằng các cái con đinh tán. Đinh tán ở đây thì chúng tôi bắn đinh tán 1 ly rất là to rồi. Đó, và cũng đã thiết kế luôn cả cái ve bạt ở đây. Đó, giúp cho chúng ta có thể là hạn chế tối đa cái lượng nước mưa nó bị lọt vào trong thùng khi chúng ta di chuyển vào thời tiết xấu. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng quan sát kỹ vào ở bên trong hệ thống thùng để chúng ta có một cái cách nhìn nó được rõ ràng hơn. Thì mời các bạn nhé. Cửa sau ở phần trên thì chúng ta sẽ mở được hai cánh, mở hai bên ra. Phần bửng thì đã có khóa đuôi tôm rồi. Đó, rất là tiện lợi để chúng ta có thể mở. Mình mời bạn quay phim cùng quan sát vào cái hệ thống thùng từ nhìn từ bên trong để quý khách hàng của chúng ta có thể là nhìn thấy rõ nhất cái kết cấu từ bên trong. Đó, các bạn thấy không? Như mình đã nói này, cái phần ở trên này là inox rồi này. Sau đó ở trong sẽ có khung xương sắt hộp. Ngoài cái đinh tán ra thì chúng tôi còn đi keo các bạn nhé. Đi keo tất cả các khe hở này để cho nó liên kết được chắc chắn, chặt chẽ hơn. Nó sẽ có tuổi thọ sử dụng tốt hơn. Và cái phần ở đằng sau chắn cabin kia thì chúng tôi cũng đã bịt inox rồi. Rất là ổn các bạn nhé. Độ dày bửng rất là cao. Bửng dày tới 2,5 ly và được uốn cong rồi. Nó cũng có những cái khung xương ở khung xương dọc này, giúp cho nó tăng cái độ cứng lên. Hơi tiếc một chút là ở trong năm 2023 này thì cái hệ thống sàn này là không thể làm sàn phẳng nữa các bạn nhé. Sàn nguyên bản thì sẽ là sàn sóng. Thế cho nên là nếu mà những khách hàng nào mà muốn làm những cái sàn phẳng này thì chúng ta chỉ có cách là đi đăng kiểm xong, sau đó chúng ta về chúng ta sẽ hàn một cái lớp tôn hoặc inox tùy các bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ chở hàng và kéo hàng nó dễ hơn. Còn nếu để nguyên bản thì chúng ta mới đăng kiểm được. Còn đăng kiểm xong thì chúng ta làm gì thì làm các bạn nhé. Lần đăng kiểm thứ hai thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lần đăng kiểm thứ nhất. Lần đăng kiểm đầu thì chúng ta hãy cố gắng giữ nguyên cái kết cấu của thùng. Cái tải TDA 180 thì với cái phiên bản thùng bạt ra thì nó còn có phiên bản thùng kín cũng như thùng lửng đầy đủ. Đó, tùy thuộc vào những cái công việc của các bạn. Thùng lửng thì chúng ta sẽ phù hợp cho những cái công việc chở ví dụ như nhôm kính các bạn nhé. Còn thùng kín thì chúng ta sẽ chở những mặt hàng chống nắng, chống mưa. Ví dụ như chúng ta chở những cái xa xỉ phẩm hoặc những cái là giấy bìa cắt tông vân vân. Còn thùng bạt ở đây thì nó sẽ đa năng hơn. Chúng ta chở các mặt hàng đều được. Chỉ trừ những mặt hàng ví dụ như đồ điện gia dụng. Đấy là những cái mặt hàng cực kỳ gọi là cần tránh nước. Thì chúng ta không thể sử dụng phiên bản thùng này. Bởi vì dù sao đi nữa thì nó cũng là một cái thùng bạt. Chẳng may khi các bạt của các bạn sử dụng lâu ngày nó rách ra thì nước mưa nó xuống thì nó cũng sẽ làm hỏng cái đồ điện. Thế cho nên là nếu mà đồ điện thì các bạn hãy sử dụng thùng kín nhé. Còn bây giờ thì hãy lên phần đầu xe, mình sẽ báo giá chi tiết cái phiên bản thùng bạt ở đây cũng như là thùng kín, thùng lửng để cho quý vị và các bạn cùng cập nhật cái bảng giá mới nhất năm 2023 này. Sau đây thì mình sẽ cập nhật bảng giá mới nhất của xe tải TDA 180 năm 2023. Mình xin nhắc lại với các bạn rằng là cái bản 1 tấn rưỡi và bản 1 tấn 9 này thì nó sẽ có cái kết cấu giống hệt nhau, chỉ khác tải trọng cho nên giá nó cũng như nhau. Cho nên là giá 180 thì cũng như là giá 150 thôi. Và đây sau đây thì mình sẽ cập nhật từng chiếc xe một cho các bạn này. Đầu tiên là phiên bản thùng bạt. Thùng bạt thì sẽ có hai bản thùng. Một là thùng bạt của Tây Đô đóng từ thùng lửng lên với phiên bản thép nhập khẩu thì sẽ có giá là 345 triệu. Còn phiên bản thùng bạt nữa đó chính là phiên bản thùng của nhà máy. Thì cái phần bửng các bạn thấy ở đây thay vì là đóng bửng cong, nó sẽ là cái bửng bằng inox và ở trong sẽ có cái khung xương sắt hộp các bạn nhé. Thì phiên bản xe đó là phiên bản của nhà máy. Và thùng bạt của nhà máy thì sẽ có giá là 340 triệu. Đó. Tiếp theo đến phiên bản thùng kín. Phiên bản thùng kín thì chỉ có một duy nhất một phiên bản, đó là phiên bản của nhà máy. Thì cũng có giá là 345 triệu bằng với phiên bản thùng bạt của Tây Đô chúng tôi. Đó. Còn phiên bản thùng lửng thì sao? Phiên bản thùng lửng hiện tại đang có giá là 336 triệu. Đó. Và tất cả những cái phiên bản thùng mình báo giá ở đây là đều chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Hiện tại xe tải TDA 180 tổng cái mức chi phí đăng ký đăng kiểm của nó sẽ rơi vào khoảng độ từ 15 cho đến 16 triệu. Nó sẽ tùy vào cái khu vực tỉnh thành các bạn nhé. Bởi vì mỗi tỉnh thành thì sẽ có một cái cơ chế khác nhau. Và nếu xa hơn thì chúng ta sẽ tốn tiền xăng dầu đi lại hơn. Cho nên là nó sẽ chênh lệch nhau như vậy. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn có nhu cầu về dòng xe tải TDA 180 này trong năm mới 2023 này thì hãy liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào.